kéo xong rồi anh em ạ, nhưng mà vừa kéo xong cột cuối là đổ máu luôn. Đây đây, đạp phải. Triển khai một thuê bao khá là xa, phải hơn 600 mét anh ạ. Đang tìm cái cọc gỗ để quay cái lô cáp. Cũng đi triển khai một thuê bao khá là xa nhưng mà bây giờ cũng chưa có thiết bị để làm, nhân viên đấu nối đấu nhầm cái mã thiết bị, thế là phải điều chuyển từ huyện khác về anh ạ.
ném nó bị ngược qua một chút. Tí nữa lấy xào để bên này anh em mua cao thì anh em lại phải cho nó vượt sang góc bên này nhé. Mát lên nha anh ạ, trăng trải lên á. Kéo bằng xe máy thì anh em phải cảm giác ở trên tay của mình nhé. Lúc nào mà nó nặng thì phải nhả ra đấy. Mình kéo mà lực mà căng quá thì nó bị đứt ngầm mất. Đợt này thì dây nó rất là chắc chắn cho nên là cái việc mà đứt ngầm này không có. Đây vào còn hai quả cổ đấy nhá. Đó lại Google cho nó chắc ăn này nhá. Alo. Mở thằng máy nâng công cho nó gửi cho được đấy. Ok, cảm ơn anh nhá. Sao là hỏi gọi nó cho nó lấy mà lấy hàng nhá. Vâng. Còn 3726 anh chuyển cho này. Ok. Mạnh cái đang. Vâng. Vâng vâng. Phải đi không?
quần như thế nhỉ. Đấy, anh lên làm kho được đấy, mạnh không ăn thua. Tuyên cũng được. Tuyên cũng được, tiền chất lượng phết đấy. Đi hát à? Đấy, ai đấy? Em chán lợn còi rồi, em bảo anh em ăn gì lợn còi nó rẻ người rồi. Lợn đầy nhà. Ok anh nhá, em làm đây đã. Không biết là nên cắt ở đây để tí nữa vào hay như nào. Đi tiếp đoạn nữa. Từ đây vào đo 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 Google anh em nhé. Đo Google mãi nói chuyện quá. Kéo được đầu. Bị lật dây rồi nhá. Lật cái khả năng là bị lật cái lô cáp rồi. Nên không kéo được nữa. Điểm thoáng như này thì mình kéo bằng xe máy nó rất là ngon. Như vậy là chúng ta đã kéo được 500 m mà còn 200 m nữa thì vào đến nhà khách. Vãi đái, mẹ kéo xa vậy.
điểm này là 200 thì anh em kéo luôn điểm này anh em nhá. Kéo luôn điểm này này. Bằng xe máy thì anh em đi chậm chậm thôi nha. Đấy, cảm giác nó nhẹ rồi này. Ôi giời ơi. Đủ rồi nhá. Cho dây rồi. Đây vào đây còn nan giải phết anh em. Đây, anh em thấy xưởng kia. Như này thì mình sẽ phải chọn thang anh ạ. Thang là mình luôn theo cái đường dây điện này luôn. Rất là nhiều đồ anh ạ. Thank you.
xa cho nên là phải dùng cả xe máy anh em nhé, dùng cả xe máy để đi lại cho nó dễ. Mấy cái điểm ở trên cây đấy anh em luôn nhé, không ấy mấy nữa rồi dây là trùng xuống. Đây mình sẽ luôn theo cái đường dây điện. Điểm này là nó có nhiều cây cối thôi, còn mấy điểm trên kia thì bình thường, kéo dễ. Ở đây mà điện lực không phát thạ quang đi, để cho mấy cái cây nhãn nhớt này. Đường 04 này đây. Để mà cẩn thận thì anh em cứ luồn theo cái đường dây điện này. Lấy trang trải à bác? Vâng.
Tí nữa lên cái đoạn này là nó ít cây rồi nha, thao mà kéo bằng xe máy luôn. Alo, anh nhập hàng rồi đây. Anh không đâu được. Từ nãy rồi gì? Hay là bọn nó hủy rồi? Chuyển hàng cho chú á? Ý giời, đã chuyển đâu? Không thể nhắn tin. Nhưng mà thùng thùng này em lấy về chưa? Rồi thế thế ấy đi, bởi vì lúc nãy anh cũng lấy thùng đấy rồi, thế ấy đi, chuyển anh con thiết bị đấu nối ấy. Bốn hai một à? À một con à, bao nhiêu đuôi bao nhiêu? Không không có nhỉ. Ờ 40 con đấy, 40 chiếc đấy. Hay là chú đọc sai xe đi. Năm một bảy tư á? Không có. Nước xả bằng người. Kiểm tra lại đi, hay là con hàng ui dồi ôi. Đây ruộng xả này. Mình cứ ném vào cái này. Đi như này không phải là một cách hay. Ném hết sức rồi không? Ném hết sức rồi. Đây người ta chọc xả rất nhiều. Đi cũng rất khó. Những cái điểm này thì anh ném lên ngọn cây anh em nhé. Tín tí nữa mình bung dây là nó sẽ lên. Alo. À. Alo. Số 7636 của anh sao không gọi được vậy? Số 7636 của anh không gọi được vậy?
lại số cho em xem nào. Hả? Đọc lại số cho em xem nào. 0984 317 336. Em gọi số này không lên được nhỉ. Tí anh nhận giúp em cái hàng với nhá. Nó chắc bây giờ đến Lạc Sơn rồi đấy. Vâng. Alo. Con này bằng con 8145 X6 nhỉ? Bằng con X6 như nào? Dạ. X6 như nào? Không hiểu. Con nó giống con 8145 nhưng mà nó đang là mã H8145X6 gạch 10. Thì ở trong kho có mỗi 40 con thì trả con này. Sẽ đi xe máy từ đây chạy đi. Anh em thấy ok không?
em ơi. Nhân tiêu nó gửi lúc mấy giờ ấy? Nó gửi từ lúc đây đây em gửi số cho, nó gửi từ lúc 7 giờ. Chắc sắp đến rồi. Để em gửi lại số cho nhá. Anh Hưng chuyển nhầm hay sao ấy, 40 con đây, con của anh đây cũng không thấy con trong kho. Đó, vừa hôm trước bốn mươi con về mà hay là trong thử Hoài Mạnh xem nào. Xe này đi qua đi đấy. Mẹ lại có ô tô, vãi lìm. Má, hay nhờ. Mình đi sát vào mép này.